Hello, chào mọi người. Paris của Lea Anime Community đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng 4.000 gem này để đi tìm Devil Star. Cũng như là hôm nay vô tình lại là năm thứ hai của Masudo. Cho nên Masudo có tặng cho chúng ta một cái second anniversary ticket. Thì chúng ta cùng xem chúng ta sẽ nhận được Ultra Rare gì nha. Bắt đầu nào. Nhân dịp 2 năm Master Duel thì Master Duel có ra rất nhiều những cái event hấp dẫn, ví dụ như là Second Anniversary Celebration với Ultra Rare, một cạc Ultra Rare, cũng như là có rất nhiều campaign. Quan trọng nhất đó chính là không chỉ là Second Anniversary Bundle với hình ảnh của Blue Eyes White Dragon bản gốc, cũng như là chúng ta cũng sẽ có những cái bắt mới, ví dụ như là Name of Champions với những cái cực kỳ mạnh của năm đầu tiên. Chúng ta có Anaconda, chúng ta có Tucker, chúng ta có Bolsabit, chúng ta có Baron the Floor, chúng ta có Imposter vân vân và may may. Nhưng cái quan trọng cái quan trọng là bắt mới đây. Ngoài ra ở dưới, wow, chúng ta có hộp Blue Eye Max này, chúng ta có Second Anniversary Bundle này, Made của Chaos Max và Guardian of the White Sky để có được Alternative Art của Apollosa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ cái bắt này trước ha. Để coi mình có ra được Apollosa Alter Art bằng một bắt hay không. Màu vàng. À, màu vàng thì thường không khả quan lắm. Và đó là Odd High Fusion. Ok, không sao hết. Đây chưa món chính chưa dọn, đúng không? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ tới cái này. Thì cái đây là quà của Konami dành cho tất cả các người chơi khi mà chỉ cần log in thôi. Đó là Second Anniversary Ticket. Thử ha. Vào quà phát là randomly select per user, receive một secret pack of your choice and one card from the one special ultra pack with each purchase. Tức là mình sẽ có được một secret pack của mà mình chọn. Bruh. Plus one special ultra pack will give you random UR from the lineup of feature card on the selected secret pack. It will always have royal finish. Như vậy là chúng ta sẽ có royal finish luôn. Bây giờ nếu mà mình chọn á, khả năng là mình sẽ chọn Chaos Angel này, cái bắt này. Nhưng mà nó thì lại 1/6 khả năng, trong khi mấy cái kia, ví dụ như Dark Magician thì Phantom Knight thì dễ meta. Phantom Knight hiện nay là hiện đang là một trong những deck mạnh, cho nên là thật ra là những cái card này nó mà Royal Phoenix thì cũng ổn chứ không phải không. Nè, bắt đầu nè. Ô, random à? Ờ ha, sao mình quên cái này random ta? Ok, từ nè. Hôm nay ngày quay của ngày là 28 Tết. Hôm nay ngày 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số 7. Lucky 7. Sao lại là Blue Eye? Trời ơi, cũng không thích Blue Eye. Xin lỗi các bạn, nhưng mà mình không thích Blue Eye. Mình cần cái khác hơn. Mình sẽ có một bát và một special Ultra Rare card. Ice Dragon Prison, Greater Polymerization. Ok, có rare ha. Ice Dragon Prison làm card mạnh á. Và cái quan trọng, cái này là cái gì? Làm ơn. Rồi tôi cũng chả biết rồi, giờ tôi đang cần cái gì nữa chứ. Mở nào. Ok, Spirit cũng được. Chúng ta sẽ vẫn campaign này vẫn còn 2 lần nữa. Còn nhiều dữ vậy. Immortal Royalty để lấy Elite the Golden Lord nè.
Mở nào. Rồi tôi tưởng nó đẩy ra cầu vòng mới chết chứ. Và đó là The Miracle Knight và Vampire Sucker. Cũng tạm tạm ha. Mình còn một cái Secret Path nữa. Thì thật ra là mình có Unicorn này rồi các bạn, mình có Unicorn Ultra Art rồi. Nhớ ra hai cái thì giờ mà ra hai cái thì nó hơi kỳ ha. Ice J Curse và Super Rare. Coi vòng bắt free nào nữa không ha. Second Hand Visual Pack. Ok. Chắc cũng không có free. Ủa? À, chúng ta vẫn còn Burst Absorbing Energy. Này, bát này của Sprite. Mình được free một bát. Để xem. Từ từ đã, chỗ Tomate. Và đó là Vampire Border Sprint. Hô hai Ultra luôn. À, mà dù cái này thì nó hơi tệ chút xíu nhưng mà Sprint, good Sprint. Matadu vẫn còn áo các bạn nha. Ok, Sprint. Và còn nữa không? Mình còn cái gì free nữa không? Hết rồi. Ok. Như vậy là hết rồi. Mình sẽ có 213 Ultra, đây là 7 cạn Ultra và rất nhiều Super. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái bữa chính, đúng không? Bữa chính ngày hôm nay sẽ là cái pack mới này. Tên là Ride Into the Future. À, tên hay các bạn ha. Rồi, cái pack này nó sẽ có Dive Bell Star. Có cả Pop Rock đó. Oh my goodness. Rồi, nhưng mà các bạn nhìn thấy 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Ultra Rare. Ây da, căng vậy ta. Căng thế. Ash cũng có này. Ash với dạng Super. Rồi, cái hộp này sẽ đắt lắm đi. Một. Cái này là 2 nè. 3 nè. 5 nè. 8, 9. 9 Ultra. Ôi chà, căng á, căng đét đẹp đẹp. Ui cô trời, còn có cả Stack IJ nữa hả? Ủa cha, vậy mà nguyên hộp này có hết mọi thứ rồi, có hết mọi thứ để mình chơi Snake Eye rồi các bạn. Oh my god, bắt đầu nào. 40 bắt mình có 213 đồng Ultra thì có thể là 7 kẹt, nhưng mà mình hy vọng là không cần đụng tới đó ha. Bắt đầu nào. Đầu tiên một Ash. Ok, good, so good, so far so good hả. Khởi đầu thuận lợi hen. Snake Eye Chase. Ok, mình tưởng là cái gì đó rớt xuống Super chứ không có đẩy hết Ultra luôn. Ok, TT Star Guardian. Trong cái đống này có một UR. Có một UR. Không phải này à. Số 7 chứ nhỉ? Phải số 7 chứ. Trident Launcher. Ok. Mày để dành phôi đi. Rồi, từ từ nha. Gái trời, từ từ. Ok, hết hồn. Ủa sao cái bác này có avian trong này vậy? Và đó là ơi, tôi chỉnh cam lại. Cái gì vậy? No, đừng. 10 đồng.
ít nha, ít ra nó là 10 đồng Ultra Rare các bạn. Thôi Angelica, cái đây đây là một cái equip spell cực kỳ mạnh cho Mikanko luôn nhá. Biết sao? Bởi vì nó đề gây bêu cạc đầu tiên à. Tự nhiên là sinh ra cái equip spell này ha. Mạnh quá. Tự nhiên tức là Mikanko có cái trap là equip thẳng một equip đúng không? Thì cái trap khi mà đối phương kích spell bạn chỉ cần lật cái trap của Mikanko lên để gắn cái equip, bạn gắn cái equip này vô luôn những cái spell bị negate on resolution luôn. Ơ, một excel và một orc chứ, xin lỗi. Bắt đầu tiên được một ash một ash một chase. Cái này nè. Okay, okay. Ok, cái thứ hai. Vô. Lại. Làm ơn. Ok. Và đó là Why? Trời ơi, Cosmic Quasa. Thật ra Cosmic Quasa là một kẹt mạnh đúng, nhưng cái đó cũng không cần đúng không? Tôi chơi với nói mà. Tôi có bao giờ lên Synco 12 đâu. Đừng ép tôi. Angelica một ốp thứ hai là ốp chưa một các bạn. Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ đều sẽ qua đúng không? Ồ, có cái này luôn nè, án này là rare này, bên OCG bán 50.000 nữa các bạn. Wanted, good, à phải vậy chứ, đỡ biết bao nhiêu tiền không? Đỡ biết bao nhiêu. Ok, Amaze và Grammarless của Elemental Hero. Thấy chưa? Nó hiện. Rồi lần, mình phải kìm lại. Mình không được chửi bới không? Mình không được, mình phải tĩnh tâm, mình phải. Ok. Và đó là Devil Star. Yes. Good. Đó, phải như vậy. Ok, Shadow Warrior cũng được. Thật ra cũng chả cần quan trọng quan trọng với Super Rare, quan trọng Ultra. Đó, chúng ta đã có được 2/9. 2/9. Ok. Đợt thứ 3. Đó. Mày cũng là level 1 lửa mà cũng bay đô luôn. Tại sao mày không phải là con kia? Tại sao mày lại là con này? Tại sao mày lại là con này? À, cay đấy nhở. 2/9. Thường mấy cái bác này lừa đảo lắm. Nó ra hình thù vậy thôi chứ nó không có ra gì hết á. Mà từ lâu 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 vậy mà bạn. Thật ra cũng không phải lâu lâu nữa mà thường xuyên. Ok, cái phiêu. Mặt trắng nè. Crop Iron Statue.
Bên đây mình có gì rồi? Bên đây mình có công chúa rồi, mình có, thật ra mình có gần như mọi thứ rồi đó. À mình chưa có SP thôi, mình chưa có SP. SP Little Nye á, các bạn có thể search trên As, ok. Combo chỉ cần 2 As là đủ các bạn. Không cần nhiều. Vậy biết khi nào ra bonfire ta? Hiểu không? Tức là kiểu như là ra cỡ này thì không biết khi nào ra bonfire á. Bonfire. 3 Trident rồi. Tôi nhìn mày hơi lâu rồi. Ok. Đợt cuối nào, đợt thứ tư nào. Nó phải dính ít nhất hai đúng không? Nó phải dính ít nhất hai cái chứ. Làm sao mà nó chật hết được, đúng không? À nhắc tới bốn mà có bốn Trident Warrior. Trident Launcher chứ, xin lỗi. 4 Ura mà nó là hai Wanted. Xong rồi. Nó dính con bốn Bullet xíu nữa. Nó dịu kỳ lắm, đúng không? Cái đầu tiên nè. Giờ mỗi bắt mà ra 2 UR đúng không? Ok chứ, ok. Và đó là 2 wanted. À, good. Good, 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 good. Lâu lâu mình stream cái đền đá phải không? Engine mà. Cái thứ hai này. À, mình tự tin lên. Mình còn một Flambeau, mình thật ra chỉ cần một Flambeau thôi. Ủa? Ok, mình nói là ít nhất hai trúng thì cho nó chật một lần đi. Mày đừng chật hai lần là được. Mày chật 3 lần là được. Chả biết tại sao mà nó lại lấy cái hình của con F0 là của con Future Number Zero ra để ấy nha. Mà lừa đảo điên. Các bạn thấy không? Nó lừa đảo điên luôn. Nó chặt hai lần rồi đó. Nó chặt hai lần rồi đó. GG Glaive Blaster. Đầu với đuôi luôn. Đầu xuống đuôi lật. Bass. Trời ơi, nó còn phôi nữa chứ. Bắt lẻ nè. Tao bớt cả nông luôn mà. Trời ơi, ti chi hơi nhiều. Làm ơn đừng. Bắt trắng luôn. Ba con rocket salamander rồi. Ba con rồi. Chứ ba con rồi. Nó mà là cái bèo xin mua xì bôi thì nó có phải ngon không, nó là còn bốc bullet thì nó có phải ngon không. Nó phải như vậy nó ngon hơn không? Tại sao là Rocket Salamander? Mày cũng là level một lửa mà. Ok, cái cháo này cũng được. Mày cũng là một lửa mà. Sao kỳ vậy? Còn nữa không? Ở rồi. À. Và đó là kết thúc video. Hiện tại là chúng ta có được engine mới. Video liên quan tới engine này trồng cho Infernoid sẽ có trên kênh sau một vài ngày nữa ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh
Nếu các bạn thích video của tụi mình thì nhớ like, subscribe cho các content liên quan tới Masadu, liên quan tới Genshin, liên quan tới Yu-Gi-Oh nói chung. Cũng như là các bạn nếu có bạn thích video nào nữa thì các bạn có thể comment xuống phía dưới để tụi mình biết và nhấn chuông thông báo để nhận được những video tiếp theo ha. Còn bây giờ, chào và hẹn gặp lại. Bye bye.